Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm, những video thật là đẹp và tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mình mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình làm ra video này. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ bắt đầu tô màu cho mọi người. Đây là con cá hổ này, thường sống ở khu vực nước ngọt. Đây các cần thủ khá là gọi là câu được con này thì cũng không phải bình thường, không thao tác lắm. Này thì cầm thì phải nhớ cầm kỹ, không cầm vững vàng chọc chảy máu tay. Chúng ta sẽ đến với con rết nha mọi người. Rết thì rất nhiều chân. Các bạn thích chân, thích cái giò thì đấy, các bạn muốn nhìn với nó mình nó muốn đập nó. Trước mà mình bé mình tắm, lúc ấy mình bé mình tắm chung với thằng anh mình ấy, thì nó bắt được con rết ở đâu, nó bắt đầu nó mang cái chân mình nó thả đấy, mình khóc u mình. Thằng đấy nó cứ cười, đứng nó cười, ngoặc cái mồm nó cười, rất là khó chịu. Mình không làm gì được, mình đá chân thôi. Mình không đá được, mình phải sợ quá, mình đứng im ấy. Đấy, nó cứ đứng nó cười. Khóc u mình mãi sòn nó bố lên, bố mình lên ấy. Thì nó mới bắt đầu, nó cầm, nó bỏ. Không mà nó sẽ cứ để thôi. Thằng này phải khử, mới chừa được. Chờ chân rết này, nó cắn là gì, thôi. Từ loại rết nha mọi người. Ngày xưa thật tiền sử có loại rết khổng lồ. Rất to lớn, đỏ sọ. Nhưng mà may là nó tuyệt chủng rồi. Còn những người sợ xúc, sợ chân đốt, sợ những loài chân đốt thì thôi, khóc mất. Kiểu nhiều chân nhìn nó kinh dị ấy mọi người. Rết thường phân bố chủ yếu những nơi ẩm ướt cùng nhiệt đới và cận nhiệt đới nha mọi người. Cá này thường sống ở vùng nước ngọt. Các bạn đi câu cá thì khuyên thật là nên đi cùng mọi người, đi cùng các bạn nên đi cùng người đoàn nó đông đông, ít nhất là một hai người, không nên đi câu một mình. Nếu như biết bơi thì có thể đi được, nhưng mà không biết bơi thì bắt buộc phải đi đi theo đoàn, có người giám sát trông coi. Bơi cũng vậy, bơi chúng ta cũng không nên là bơi một mình, báo cho bố mẹ biết. Nếu mà không thông báo cho bố mẹ thì cũng khó, không biết đi bơi ở đâu để nếu mà có đứt mất, có chết nó coi kiểu như là bị đứt, bị sông bơi nó bị chuột rút á, thì các bạn biết hậu quả rồi. Đứt mất thì không biết đến chỗ nào để vớt về an táng. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm,
những tác phẩm, những video thật là đẹp và tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục cái động lực ra video. Còn bây giờ mình mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình làm ra video này. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ bắt đầu tô màu nha mọi người. Đây là hoa tulip nha mọi người. Một loại hoa khá là nổi tiếng, khá là nhìn thơm và nhìn thơm mộng. Từng xuất hiện nhiều trong phim gọi là không rõ là phim gì, xem không nhớ, không quan tâm lắm. Còn đây là người phục vụ nha mọi người, phục vụ quán nước. Mình cũng đang làm một chân phục vụ bữa trên quán nước. Thì mức lương cơ bản của họ khá là thấp, dao động từ 25 đến 30 nghìn một tiếng, thế quá nhiều rồi. Không mà chỉ có đến 25 nghìn đổ xuống, 20 nghìn. Nhưng tùy quán nhé mọi người, tùy quán trả lương khác nhau. Quán mình trả lương 15 nghìn một tiếng, khá là bèo. Đề nghị ông trùm Abu tăng lương như mình. Đây là chính sách cơ bản đấy mọi người. Mình gọi là tô mũ chính sách cơ bản này. Chứ có phải là người trực tiếp vào dập chữa cháy cho gia đình mình, gia đình gọi là khu vực bị cháy, không phải là gì đó. Nhà mình cũng chưa bị cháy bao giờ, có gần nhà mình cũng cháy một cái cột điện này. Nổ như pháo hoa ngày Tết. Nói cho các bạn đừng tò mò ra đốt nhé. Những câu hỏi sẽ là người tùy vào những địa điểm mà những câu hỏi có thể đến ngay lập tức nha mọi người, chứ không phải nơi nào những cái bảo trong 1 phút 2 phút có thể đến ngay đâu. Nhưng mà họ sẽ là cố gắng hết sức có thể để có thể dập lửa nhanh nhất, khống chế đám lửa. Còn nếu không thì hậu quả các bạn sẽ biết rồi. Rất nhiều vụ hiện tại gần đây không đề cao cái việc chữa cháy phòng cháy, chữa cháy nên là sẽ là những cái vụ. Có chi vô cùng quay tắt. Vụ thì chúng ta phải đề cao khách hàng, không được có nghĩ gì là mạo phạm hoặc là kiểu những cái ý là phải tôn trọng, có 100% phải tôn trọng khách hàng, không được bật lại hay cãi lại đâu. Nhưng mà các bạn nên nhớ là tùy lại khách hàng thôi, chứ mình kiểu như là càng càng rụt rè người ta sẽ càng lớn tới mọi người. Thì người ta đúng, người ta sẽ làm đúng, mua mâm đâm như thổng, kiểu người ta nhận ra mình hơn cãi rất là khó chịu. Nhưng mà ngày phục vụ này rất hợp với các bạn học sinh sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm nghề nghiệp gì, và là học sinh sinh viên vẫn đang đi học, và thời gian nghỉ hè sẽ kiếm được thu nhập cho mọi người. Mình thì 16 tuổi thì mình cũng mình năm nay 98 rồi, mấy tuổi trước mình 16 tuổi mình đi đây đó làm kiểu như là bốc vác tinh cả nhiều thứ. Giấc mơ quay về vẫn nguyên vẹn như hôm nào, lá bay theo gió xuống sao, chốn xưa em chờ. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Tạm biệt mọi người.